Bảo Yến à, quét nhà cho mẹ coi. Cô đang học mà mẹ. À vậy. Dạ thầy. Ồ đang học vậy thôi học đi nha. Học đi nghe con. Nó chơi game hay gì ta? Nó nói game mà sao mà nó học? Nghi ngờ quá hà. Đi vô mới được. À, mẹ coi vậy thôi, học đi nha con, học đi nha. Nó chơi game. Nó chơi game hay gì á nha. Nghe tiếng game rõ ràng nghe. Nói mẹ trả lời câu hỏi. Vậy mẹ con đang học mà. Rồi vậy thôi, học đi nha con. Mẹ tính đem đu đủ vô cho con ăn. Thấy con học hành chăm chỉ quá. Mày qua mặt tao hả mày? Học hả con? Học hả con? Học mày thế này hả con? Học hả? Học hả?